Thưa quý vị và các bạn, 12 ngày qua Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19, song tình trạng bệnh nhân đã xuất viện cũng như tái nhiễm lại đang khiến cho nhiều người lo lắng. Và ngày hôm qua 27 tháng 4, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca dương tính trở lại. Cụ thể, trong 3 ca dương tính trở lại có 2 trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm bệnh nhân 207 xuất viện vào ngày 18 tháng 4 và bệnh nhân 224 xuất viện vào ngày 20 tháng 4 đều là nam quốc tịch Brazil, trú tại phường Thảo Điền, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi đang trong thời gian cách ly theo dõi 14 ngày sau khi xuất viện. Cả hai đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện Giải chiến Củ Chi. Ca thứ 3 đến từ tỉnh Phú Thọ là bệnh nhân số 74, 23 tuổi ở xóm Tân Trung, thị trấn Lâm Thao tỉnh Lâm Thao. Ngoài ba ca dương tính nêu trên, trước đó vào ngày 25 tháng 4, Bộ Y tế đã công bố 5 trường hợp dương tính trở lại sau khi ra viện, gồm các bệnh nhân 188, bệnh nhân 52, 149, 137 và bệnh nhân số 36.